What's up guys, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Lê Huy và ở trong vlog ngày hôm nay, như mọi người đã đọc về tựa đề, mình sẽ nói chuyện với mọi người, chia sẻ với mọi người về giày second hand. Thì giày second hand là gì? Như mọi người cũng đã biết thì mình là một thằng mua giày second hand, một chùm mua giày second hand. Và 70% những đôi giày ở đây đều là giày second hand. Tại vì mình là một poor kid, mình không có nhiều tiền để mua giày Condes như các bạn mới. Và việc đó đã thay đổi cho đến khi mình đi du học. Đúng chứ thôi, thật sự mà nói là khi mà mình qua bên này thì rất cái thị trường giày second hand nó gần như không có. Là mình gốt có bán giày second hand nhưng mà tính tiền ship, tiền thuế, rồi tiền lum la các thứ là cũng coi như gần bằng một đôi giày Condes rồi. Thì nó sẽ tìm mua giày second hand để làm gì đó đúng không? Ok, thì chúng ta cùng tìm hiểu xem là giày second hand là gì nhé. Thì như mọi người cũng đã biết, second hand là một cái từ ngữ thuật ngữ để chỉ những món đồ cũ đã qua sử dụng, vứt đi à. Và giày second hand là gì thì mọi người cũng biết rồi đấy. Nhưng hãy gạch cái chữ vứt đi, bởi vì nó có thể xài lại được. Và có khá là nhiều từ ngữ để mà mô tả chất lượng của một cái đôi giày second hand. Ví dụ như là VNDS là những đôi giày kiểu mua về ngắm cho đã, kiểu chụp vài tấm shot khoe giày này nọ xong resell lại thôi. Thì chúng ta còn con 9, con 8, con cái condition là độ mới đi chung với cái sự lên xuống của những con số. Con 9.5 giày khá là mới, đi được có 1, 2 lần, 3, 4 lần thôi. Con 9, 5, 6, 7, 8, 9 lần. Con 8.5 thì đi cũng mười mấy lần rồi đấy. Con 8 thì coi như là cũng khá là tã. Và sau đấy là mọi người cũng không cần phải biết sau đấy nó còn cái gì nữa đâu. Và sau những cái condition thì chúng ta sẽ đến một cái thuật ngữ đó chính là beat. Beat ở đây là gì? Là một thương hiệu tai nghe tạo ra bởi Dr. Dre và bây giờ đã collab với Apple. Nhưng đó là beat của tai nghe. Và đây, beat là cái thuật ngữ của một đôi giày, nói về việc đôi giày này đã quá cũ rồi, nó không còn thể nào mà đi được nữa. Kiểu chỉ có giá trị sưu tầm thôi, nó đã nát bét, nó đã rớt đế, nó đã bong chóc, lum la các thứ rồi. Kiểu coi như là tã lắm rồi đấy. Và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem là ưu điểm và khuyết điểm gì khi mà mua giày second hand nhé. Thì ưu điểm thì chúng ta có thể thấy được rằng là để mua được những đôi giày second hand, chúng ta sẽ phải tìm rất là nhiều nơi, rất là nhiều những chỗ mà bán giày second hand, những chỗ mà kiểu seller uy tín chẳng hạn, để mà có thể mua được đôi giày second hand. Và đó chỉ là trên lý thuyết mà thôi. Thật sự mà nói thì ở Việt Nam có rất là nhiều những cái địa điểm bán giày second hand. Mình không tiện liệt kê ở đây bởi vì mình ở nước ngoài nhiều cho nên là mình cũng quên mất lại có những cái shop nào rồi. Nhưng mà reseller thì cũng nhiều, mọi người có thể lên Facebook những cái trang như VSG giày second hand, rồi những rất là nhiều trang web ở trên Facebook, rất là nhiều trang page ở trên Facebook để mà mọi người có thể tìm hiểu và mua giày second hand trên đấy. Và việc mua những đôi giày như vậy thì sẽ save cho mọi người rất là nhiều tiền, từ khoảng 10-30% để mọi người có thể mua được những món đồ khác. Ví dụ như là mọi người vừa thích mua một đôi giày, vừa thích mua một chiếc áo, thì bây giờ mọi người hãy lựa chọn mua một đôi giày second hand, thì cái số tiền ta có được nó sẽ đắp vào mua cái áo đấy, hợp lý. Và mình nghĩ rằng là việc đấy nên chỉ phù hợp cho những đôi giày nào giá trị resale cao ấy. Ví dụ như là những đôi Yeezy 700 OG là một đôi giày mình cực kỳ thích, nhưng mà giá resale của nó bây giờ khá là cao. Và mình cứ nghĩ rằng là cái đợt restock vừa rồi sẽ khiến cho đôi Yeezy 700 tuột giá, nhưng thực sự không phải như thế. Nó vẫn, giá vẫn thế thôi, giảm được có tí. Xong rồi mình lại cảm thấy tại sao lúc đấy mình không đi cao giày để mà bây giờ mình có một đôi giày cực kỳ bá để mình có thể đi, mình có thể on fit, mình có thể chụp hình, nói chung là làm rất là nhiều thứ bởi vì mình cực kỳ thích cái đôi giày đấy. Nhưng mà thôi, để phải chấp nhận là mình sẽ phải mua một đôi giày giá cao hơn một chút, nhưng mà giày second hand nên có giá resale vừa chứ không thể nào xuống được retail được đâu. Hoặc là cái việc mua những đôi giày second hand này á, thì sẽ khiến giúp cho những cái bạn mà không có đủ khả năng để mua những đôi giày xịn như đôi giày Jordan, chúng ta có khả năng mua được những đôi giày như vậy. Còn không thì chúng ta mua Beatit đi nè. Beatit Hunter nè, chưa đến triệu đôi nữa, cho nên là mọi người cứ bỏ tiền ra mà mua, nó quá là rẻ so với những đôi giày Jordan và giày second hand. Đừng có bao giờ nói chuyện fake với trước mặt mình, bởi vì tao không có tiền tao mới mua fake mày ơi. Tao nghèo lắm, tao không có tiền tao mua fake. Thế này tao thế nào? Bỏ đi, giày second hand đâu, Beatit đâu. Hai thứ đó là đủ cho mọi người có thể build cho một cái collection giày khá là hầm hố luôn rồi đấy. Và nhược điểm đó là gì? Fake, rõ ràng luôn, một chiếc fake to tổ bố trước mặt đây này. Thật sự mà nói là để mua được những đôi giày second hand mà authentic thì không khó lắm, nhưng cái việc mà dính scam cũng rất dễ. Mình thấy ở trên những cái trang VSG hay là những trang giày second hand thì cái việc quản lý giày fake, giày này nọ thì không thể nào quản lý được, bởi vì đó chỉ là một cái trang mua bán, một cái trang middleman, một nơi mà mọi người có thể mua và bán, cho nên là không thể nào mà biết được rằng là check được hay không, chỉ thông qua hình ảnh thôi. Thì chúng ta có Sneaker Legit Check ở phía đây này đây. Đó là một nơi mọi người có thể đăng giày, đăng bất cứ cái hình gì về giày dép để mọi người có thể check. Nhưng đủ nha, mình cũng đăng khá là nhiều đôi lên đấy, nhưng mà
toàn bị reject không. Và mọi người nên chọn những nơi bán giày second hand uy tín và những reseller uy tín để mà có thể mua được những món đồ, những đôi giày có giá tốt nhất có thể. Ví dụ như là mọi người thấy một đôi Yeezy 700 OG vô tình nó có giá khoảng 7-6 triệu, mọi người hãy mua đôi đấy nếu mà second hand, bởi vì giá của nó khá là tốt, đó là deal rất là ngon. Nhưng nếu mà khoảng 5 triệu cho đôi đấy thì khá là fake đấy, coi chừng tính scam á. Mình khuyên mọi người luôn, đừng vì thấy cái deal đó quá hời mọi người mua, kỳ dễ dính fake. Mình đã bị hai lần như thế rồi và ăn fake rất là ngon, cuối cùng cũng phải refund lại cho mình thôi. May mắn là refund lại, bởi vì mình chỉ mua giày của những người nào bán trong nội thành Sài Gòn thôi. Mình không mua ở nơi như là kiểu Giang, Lạng Sơn, Kon Tum, Đắk Lắk. Mình mua ở trên đấy là coi như là ăn shit luôn á. Để tránh được những cái nhược điểm như thế thì chúng ta có một cái trang sneakerly check. Thứ hai là cần phải chọn những cái nơi bán seller uy tín để mà mua được những đôi giày tốt nhất có thể, và đặc biệt là authentic. Có một cái chuyện nhỏ nhỏ nữa, khi mà mọi người mua ở những cái shop thì chúng ta có một cái gọi là hack con. Hack con là sao? Là khi mà những cái shop giày đã mua giày về, họ sẽ custom lại đôi giày, họ sẽ vẽ lại. Ví dụ như là đôi Air Force One Mid ở đây thì mọi người thấy rằng là ở bên này thì nó đã khá là cũ rồi, đã bị vàng rồi, ố vàng rồi, nhưng mà tại sao lại có những cái vết trắng trắng vàng vàng như thế? Thì đó là bên shop họ custom lại, họ vẽ lại đôi giày và sau đó họ bán lại với cái giá cao hơn con hiện tại của nó. Nhưng mà thật sự mình thấy là việc đấy không có quá gì gọi là xấu cả, bởi vì thứ nhất đó là thị trường kinh doanh, họ phải làm tốt nhất có thể để bán được giá tốt nhất. Ví dụ như đôi này con 8, họ custom lại họ bán con 8.5, 9 chấm, không sao cả. Bởi vì đôi giày nhìn bên ngoài nó còn rất là tốt, rất là mới, đấy phải chấp nhận thôi. Vặn xù đế hơi mòn thì đó là việc chúng ta không thể nào tránh khỏi được rồi. Mọi người có thể đi dán đế các thứ để bảo vệ đế tốt hơn, đi đỡ bị trơn trượt. Cách giải quyết rất đơn giản và hiệu quả. Và việc đấy, cái lợi thứ hai đó chính là đỡ phải việc phải đi custom, đúng không? Người ta đã custom sẵn cho mình rồi. Giờ nhiều khi mình mua giày về xong rồi mình thấy ở chỗ này nó hơi bị lem, chỗ này nó thế này, chỗ này thế kia, mọi người phải đi custom lại tốn tiền, đúng không? Người ta custom sẵn cho mình rồi, cần gì nữa đâu. Bây giờ đôi giày đang 1-2 vết, đúng không? Giờ người ta custom vẽ lại rồi, người ta bán giá cao hơn khoảng 100-200 thôi. Tiền có giày xài như mới, đi khoe đôi này tao mua second hand, tụi bây thấy không, con 9.5. Mặc dù đó nó còn có 8.5 mà chả sao. Mình thấy việc đó khá là bình thường và khá là tốt. Và một cái chuyện cuối cùng dành cho những bạn nào mà reseller nhé, chúng ta hãy sử dụng những cái gọi là ship code COD, là cash on delivery. Bởi vì chúng ta bán giày thì chỉ lòng vòng ở Việt Nam chứ không thể nào lan ra được các nước quốc tế như Thái Lan, Lào, Campuchia thì ấy được. Cho nên là mọi người hãy chọn phương thức thanh toán là COD để mà khi mà chúng ta ship giày thì đỡ bị scam. Kiểu nhiều khi mà mọi người ship giày mà không có thông qua một cái gì hết ấy, kiểu người ta gửi tiền ảo hay là người ta bảo là mày thì phải gửi giày trước xong tao mới trả tiền mày sau thì mất giày cứ gánh chịu nhá. Mọi người đừng đi ship. Tại sao? Như mọi người thấy ở cái vlog trước thì mình đã đi mất 1.500 đô vì mình đi ship cái iPhone X ấy. Cho nên là bây giờ thì mọi người hãy sử dụng các phương thức thanh toán ship, Grab, GoViet, các thứ, rất nhiều nơi mà mọi người có thể ship, có thể tốn hơi khoảng 20-30 nghìn một chút thôi, nhưng mà chúng ta vẫn có thể bảo vệ được tính mạng của mình. Nói cái này ra thì thật sự mọi người nghe có thể là hơi quá, nhưng đây là bảo vệ cho mọi người thôi. Chúng ta cũng là reseller với nhau mà, mình cũng bán giày, mọi người cũng bán giày, mình cũng mua giày, mọi người cũng mua giày, thì bảo vệ người mua và người bán thôi. Và người mua nên chọn các thanh toán COD. Bởi vì sao? Khi mà mọi người mở hộp ra, mọi người check giày các thứ, nếu mà thấy fake đúng không, gửi trả lại cho em không lấy. Chứ nếu mà mọi người chuyển khoản xong hết rồi, vui vẻ hai bên, thằng ở Sài Gòn, thằng ở Hà Nội, ok, chúng ta đã chốt deal, mình đã gửi tiền cho bạn rồi, bạn gửi cho mình, lúc đầu mình chốt đôi Yeezy 350 V2, bạn gửi cho mình đôi dép tổ ong. Ở bên Canada, ở bên nước ngoài xảy ra rất nhiều, không thiếu đâu, mọi người đừng có bảo là ở nước ngoài ở này nọ kiểu an toàn lắm hay như thế nào, thề không chuyện đấy đâu. Mình suýt bị scam một lần rồi, và mình đã bị scam đôi Yeezy 350 V2 semi frozen ở vlog khá là cũ rồi. Mọi người hãy scroll down xuống để xem nhé, mình khá là tức cái việc đấy. Cho nên là hãy là người mua, người bán thông minh. Và đó là tất cả những gì muốn chia sẻ trong vlog ngày hôm nay. Thì mọi người nếu mà thấy vlog này hay thì hãy like, share và đặc biệt hãy nhấn nút subscribe để ủng hộ cho mình. Và nếu mà mọi người có những nhận xét hay là bình luận gì thì hãy comment phía bên dưới. Và một lần nữa cảm ơn mọi người đã xem đến cuối cái vlog này và chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong vlog lần sau. Mình là Lê Huy và hãy nhớ rằng là mình sẽ ra vlog vào 1-2 tuần sau nhé. Peace out.